mãi tới gần đây thì Đan Trường mới biết là Việt Nam chúng ta lại có một cái show rất là hoành tráng như vậy. Đan Trường nghĩ rằng là không có cần đi đâu xa, không cần phải đi New York, không cần đi Las Vegas, không cần đi các nước châu Á để mà xem show khủng đâu. Nhưng mà ngay tại Việt Nam chúng ta cũng có một cái show như vậy thưa quý vị. Đó là Ký ức Hội An. Rất là bất ngờ với một cái sân khấu hoành tráng với 25.000 mét vuông và mỗi suất diễn thì các diễn viên thôi đã 500 bạn rồi. Phải nói là xem cái chương trình này phải đã mắt luôn và làm cho Đan Trường rất là sửng sốt. Và Đan Trường nghĩ rằng là tại sao mình không giới thiệu thật nhiều hơn nữa cho khán giả và những người Việt Nam mình đang sinh sống tại quê hương của mình. Và tại vì tất cả bạn bè trên thế giới đều biết tới chương trình này rồi mà tại sao mình lại không biết. Nên chính như vậy Đan Trường nghĩ rằng là ai tới thăm Hội An cũng như là Đà Nẵng và miền Trung nên ghé thăm chương trình này đi, rất là đáng để mà xem. Và nó là Đan Trường rất là hãnh diện khi mà Việt Nam chúng ta có một chương trình đẳng cấp như vậy.